giao về Vĩnh Long nha. Nó nhiều quá trời bao bì đẹp luôn. Năm mươi hai con baby, có nó quay bốn cặp một cái mẹ con đi. Rồi xin chào cô chú anh chị luôn nha. Hôm nay trại bò Vinh Nguyễn có về bốn cặp mẹ con, hai cặp mẹ con đực rồi hai cặp mẹ con cái. Để mình báo giá cho cô chú anh chị coi. Đây báo giá cặp đầu tiên nha. Đây là mẹ con cái. Con cái này nằm 5 tháng mấy tuổi rồi. Con bò mẹ là con mẹ bô nha. Mẹ bô xin tàn lớn lắm. Cuốn miếng đầy đủ nè. Con bò con cột khoảng tầng lấy nay à. Con mẹ đang lên giống luôn nha. Đây là cà bộ thứ nhất, cặp thứ nhất. Mẹ con này 38.500.000. Đây, mẹ con lớn tàn lớn xác lắm. Mẹ đẻ lứa thứ ba nha. Bò mẹ đẻ lứa thứ ba. Bò mẹ đang lên giống rồi, nó còn dính chất nhờn lên cái đùi của nó. Bò này lên 2-3 lần rồi, chủ nhà không có gieo rồi. Đây, nghe cái con rất là đẹp nha, bò cái nha. Bò cái này 5m1 bò. Đây cũng bò mẹ anh. Mẹ bu. Bò này chắc chiều nay cấy được. Hôm qua nó lên mạnh lắm rồi, còn dính cái chất nhờn tên đùi nữa. Mẹ con này 38.500.000 nha. Bô cú yếm rất là đẹp nha. Bô này bô độ quá. Nhưng mà tại chủ nhà thiếu cỏ nó hơi dẻo bò. Con nghe nó bú quá. Bò này kêu gieo được rồi, đứng nhõng đun luôn. 38.500.000 mẹ con này nha. Mẹ con cái xin tàn lớp. Bò này chiều nay cấy luôn. Cái kem đẹp lắm. Kem chơi giống chào bô đây. Còn ba cặp nữa, đây là cặp thứ hai. Mẹ kem tơ nha. Đây con mẹ kem tơ. Mẹ này cao 1m34. Mẹ kem tơ nha. Bò này gieo gần 1 tháng rồi, có giấy gieo tên. Vú rất là đẹp nè, vú. Đi. Mày lên đắng mẹ mày đằng đắng. Đi. Đây con bò đực. Bò đực này 5 tháng rưỡi tuổi nha. Mẹ gieo được hơn tháng, ố 2 ngày nữa hơn tháng rồi. Gieo được 27-28 ngày rồi. Được nhiều xương cối. Mẹ con này 50 triệu nha. Mẹ gieo tinh rồi, được tháng. Đây được ghép hài quá đẹp. Được kem nha, giống cha bô lai luôn. Xương sóc lớn. Bò con 1m06. Mẹ con này 50 triệu, mẹ ký tên được rồi, 2 ngày nương tháng rồi. Đây là mẫu thứ hai. Cô chị chú anh chị nào cần kỹ mình quay kỹ lại nữa. Gọi Zalo mình quay kỹ trực tiếp luôn. Đây mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba này mẹ con này 28 triệu. Con mẹ xin. Xin chặn nhì bò. Để con cái 3B được 3 tháng 25 ngày. Mẹ con này 28 triệu. Mẹ chưa giao tinh nha. Mẹ cũng tàn lớn à, mẹ trên 1m3 rồi. Nghe cái bà bì 28 triệu. Nghe tàn lớn. Mẹ đẻ lứa thứ ba nha. Còn bộ kem nãy đẻ lứa thứ đầu tiên. Còn mẹ con bô nãy là đẻ lứa thứ ba luôn. Rồi tới cặp mẹ con được pháp độ. Con mẹ đẻ lứa thứ nhì. Không biết con mẹ này một bé tư bò nha. Lớn lắm, bò này là chặn nhất bò nha. Cái pháp này là chặn nhất bò. Con đực nè 2 tháng 10 ngày. Bò đực này là 2 tháng 10 ngày nha. Được master nha, giao tinh master. Dài đồ xương sốc lớn. Con đực.
Con bò con là 2 tháng 10 ngày nha. Bò mẹ gieo được 23 ngày quá, để coi giấy gieo tinh. Nhưng mà bò mẹ gieo rồi nha, 23 24 ngày rồi. 23 24 ngày, 25 ngày tới lễ, để mình coi giấy rồi. Mẹ này lên giống Nhật đi, đẻ lứa thứ hai nha. Mẹ 1m4 bò. Bò độ nha. Bò này lúc trước có chữa là 60 mấy 70 triệu con. Có chữa nó mập nó bự dữ lắm. Đây, con mặt bò. Hết hột. Cái đầu nó bự hơn cái thùng nước. Đây. Con được coi là con master nha. Hết không. Đứt đi. Siêu master luôn. Cái con này xương cốt. Mẹ con này 55 triệu. Mẹ gieo tinh lại rồi nha. Mẹ con này đậu hết biết đậu. 55 triệu mẹ con được. Hồi đơn bò nái này vô chữa 6 7 tháng hết hộn bò. Bò này lúc có chữa là mình coi nó 200 thịt. Tại chủ nhà nuôi 7 8 bò nái nó hơi thiếu cỏ. Bò cái này là toàn bộ bao lồi cho cô chú anh chị hết nha. Cô chú anh chị nào mua thì bao lồi hết, chuyên cẳng là ok hết. Con nào lồi đâu là bằng thịt hết là không có bán bò luôn. Đây. Quan rồi. Hiền khô đấy cưng. Rồi mẹ con này 55 triệu nha. Đây mẹ con được này 55 triệu. Bò này bò độ, bò cối. Rồi mẹ con đây 28 triệu, mẹ vô để lứa thứ ba. Mẹ con này cái tơ. Giống cha vô lai để ra con đực. Con đực này 5 tháng. Mẹ gieo lại gần tháng rồi. Mẹ này con này 50. Còn đây mẹ con cái 38 triệu 500. 38 triệu 500 cặp này nè. Con mẹ này chiều nay cấy luôn. Mình cấy luôn cô chú anh chị ơi, đứng nhõng đu vậy. Đây bò cái mà mình dỗ cái đít vậy nè. Nó đứng nó nhõng đuôi là gieo chắc cú 100%. Tới nước rồi đó. Còn tơi nó kẹo luôn. Chiều nay gieo luôn. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long nha. Mấy bò gì rất là đông luôn. Cả 100 con.